Linh mục Nguyễn Duy Tân bị thuyên chuyển đến nơi không giáo dân vì phản đối Phomosa. Tin từ Đồng Nai. Thưa quý vị, Linh mục Nguyễn Duy Tân, người thường xuyên phản đối Phomosa và nhiều chính sách của Đảng Cộng sản cầm quyền Cộng sản ở Việt Nam, bị điều chuyển đến vụ việc ở trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, một nơi có rất ít giáo dân ở tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian làm chánh xứ giáo xứ Thọ Hòa, ông công khai lên tiếng bất đồng với chế độ. Trang cá nhân của ông đã bày tỏ ủng hộ lời tuyên bố xuống đường của Linh mục Nguyễn Đình Thục và giáo dân Song Ngọc ở tỉnh Nghệ An về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có ý định để Trung Cộng làm nhà thầu dự án đường cao tốc Bắc Nam. Linh mục còn lên tiếng phản đối dự luật đặc khu kinh tế và nhiều vụ dân oan bị cướp đất cũng như là đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải ban hành luật biểu tình. Chính vì những hoạt động trên của Linh mục, ông đã thường bị sách nhiễu bởi nhà cầm quyền tỉnh Đồng Nai và Trung ương. Linh mục Duy bị cấm xuất cảnh và nhiều lần bị mưu sát bởi mật vụ cùng côn đồ dưới sự bảo kê của Công an Cộng sản. Vì Linh mục Duy bị điều chuyển đến nơi không giáo dân nhằm mục đích tách ông khỏi con chiên và là một trong những thỏa hiệp của nhà thờ Công giáo với chế độ Cộng sản. Ngoài việc thuyên chuyển Linh mục Nguyễn Duy Tân, nhà thờ Công giáo cũng điều chuyển Linh mục Lê Ngọc Thanh, người điều hành ban truyền thông dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn về nhà thờ Sáu Bọc ở Cần Thơ thuộc giáo phận Long Xuyên và là thành viên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Vĩnh Long. Và dòng Chúa Cứu Thế đã đổi tên Phòng Công lý và Hòa bình thành Phòng Phát triển Con người Toàn diện. Thưa quý vị, chế độ Cộng sản Việt Nam đã thành công trong những việc lũng đoạn Phật giáo và đang từng bước lũng đoạn Thiên Chúa giáo.